12, 13 tuổi mà 60 ký, sáu mấy ký á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bạn thân của em rồi. Tự nhiên vì cái câu nói của ảnh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em cảm giác em với bạn em tự nhiên có cục tiếng có khoảng cách luôn. Em gọi điện thoại cho ảnh. Alo, nghe vợ. Gì không? Anh nghe vợ. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn. Ừ alo em nói đi anh nghe nè. Ừ anh Hiếu nè em. Ừ em nói đi anh nghe. Rồi đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên Hiếu và em 26, đến từ Long An, Cần Giuộc. Công việc của Hiếu là gì? Dạ, em hiện đang làm tài xế. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào quý khán giả khán đài ạ. Em là Phạm Thị Linh Phương, em năm nay 25 tuổi. Em hiện là nội trợ. Rồi, bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Hai em quen nhau như thế nào? Và câu chuyện tình yêu của các bạn ra sao? Dạ, thực sự là vợ chồng em là hàng xóm. Thời đó là em về sớm đó, ở anh này đã về trước rồi. Thì em đang đi học thêm tiếng Anh. Thì hồi đó anh này, mẹ của ảnh cũng muốn ảnh học thêm chung với em. Thì hai đứa đi học thêm chung. Rồi lúc đó đi học tiếng Anh là lúc đó bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó 13, em 14, 12, ổng 13 tuổi. Vậy rồi em ấn tượng gì với cái anh này lúc đó anh 13 tuổi? Em thấy ảnh là kiểu là ở dơ. Ở dơ? Ở dơ cách là phải nói là em không có biết diễn tả sao là kiểu đen mà còn để tóc kiểu HKT nữa. Dạ mà nghĩa là nhuộm vàng vàng mà ổng còn tóc kiểu ốm mà con trai mà không được 40 kg cơ. Không phải vậy đâu, ổng không được 40 kg, ổng chút xíu người, ổng nhìn chút xíu xíu à. Coi như không ấn tượng gì đúng không? Ổng còn có một cái tật rất là xấu là ăn cứt mũi. Trời ơi. Thiệt là dễ sợ. Mà ai mà nói là ổng lấy ổng chét. Trời ơi, vậy chắc trong sớm chắc không ai chơi đó. Không mà thường mấy đứa con trai mà 12, 13 tuổi nó quậy lắm. Lúc đó là kêu chuẩn bị trổi giò, dạ, chuẩn bị rồi. Dậy thì đó, dạ. Quậy dữ lắm. Rồi còn em sao Hiếu? Em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ mập lắm anh. Đầu tiên về sớm gặp là mập dữ lắm. 12, 13 tuổi mà 60 ký, sáu mấy ký á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Ghét của nào trời cho của đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi hai em trong cái lúc đó có nghĩa là học cùng trang lứa với nhau. Vậy thì đứa nào học giỏi và đứa nào học khá? Dạ đây, y giáo viên ưu tú luôn á. Dạ. Là kèm em hả? Dạ đúng rồi, là kèm em á. Ồ. Mà em học ngu lắm, càng học càng ngu. Người ta học người ta giỏi nha, em càng học càng ngu. Tại vì suốt ngày lo nhìn cô giáo không ạ? Dạ đúng rồi. Với lại ngày đó em đi học trong trường á, em quậy lắm. Cái em về trong lớp, cái em giỡn với con này sao, cái em giỡn với con kia sao, cái em về em kể. Em kể cái em hành động luôn. Đó, anh qua anh cặp vai con này như vậy nè, đó anh cặp vai con kia như vậy nè. Tại hồi đó ổng ở dơ, ổng xấu thiệt nhưng mà cái ổng cười có duyên lắm. Ổng cười kiểu đẹp trai mà kiểu hot boy ngày xưa á, ổng đẹp, ổng cười đẹp lắm. Rồi thêm là ổng ổng hát hay nữa. Hát hay. Dạ mê mà kiểu em không biết là em mê trai từ nhỏ hay sao. Như vậy là đến năm bao nhiêu thì hai đứa chính thức là yêu nhau giống như là những cặp mà tình nhân? Cuối năm em 14 tuổi. Trời ơi, cuối năm 14 tuổi. Ổng biết yêu, coi như 14 tuổi là ổng yêu rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó là chắc là chỉ là yêu theo kiểu học trò con nít thôi. Dạ, đúng không? Rồi á là có cãi lộn rồi thậm chí là có đánh lộn, có chia tay chia chân đồ không? Dạ dần dần chắc luôn. Chắc nhiều đó. Lắm đúng dạ. Không? Dạ. Thời gian đó thì bà này bà học, em thì đi chơi, đi làm, từ lúc đó em đi làm rồi. Lúc đó em đang đi làm nhạc công đánh show tiệc cưới sinh nhật rồi á. Rồi em đi xiếc, em không có nhà. Em có ít dành thời gian cho bà lắm. Nói chung là hai đứa chỉ có nhắn tin qua lại này nọ, rồi lâu lâu em về nhà thì em chở đi chơi, đi ăn, đi uống này nọ. Mà tới hiện tại bây giờ là mới phát hiện ra là em quen bả gần 10 năm em mới dắt bả đi ăn chè. Còn những cái vô tâm nào mà nó dễ sợ làm cho em nổi điên hoặc là làm cho em buồn bã? Nhiều lắm, giống như là năm đó là em 18, 19 gì đó. Thì cái ngày đó, ngày 8 tháng 3, em mới nói với ảnh là: anh ơi, bữa nay anh có tiền, anh mua cho em một cọng dây chuyền inox 30 ngàn thôi. Để em có đi học, em có khoe với bạn, bữa nay cũng là lễ phụ nữ. Ổng nói với em vậy nè: em đã làm được cái gì cho anh mà anh phải mua cho em? Nhưng mà em nói nó chỉ là một cọng dây chuyền, chỉ có 30 ngàn thôi mà, đâu có mắc với anh lắm đâu. Trong khi đó anh đi đánh nhạc một lần mấy triệu bạc, thì em chỉ xin anh một cọng dây chuyền 30 ngàn thôi. Không,
Em đã làm gì được cho anh đâu mà em đòi cậu mấy chuyện đó. Vậy đó hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Không biết nữa, hồi đó nó vậy đó. Hồi đó nó bao nhiêu tuổi? 18, 19 rồi đúng không? 18, 19 rồi. Ờ. Tụi em có một thời gian gây lộn, chia tay khoảng 1 năm. Là mất tích luôn. Là em dọn ra ngoài em ở, em không ở nhà nữa. Bà thì nhà bà đi học, hai đứa cắt liên lạc luôn. Cả năm trời á, rồi em xin lại số điện thoại. Rồi bắt đầu nói chuyện rồi lại mới quay lại. Là lúc đó là bà đang quen cái anh nào đó trên Củ Chi á. Đâu được mấy tháng gì đó em không biết. Mà bà đi chơi với em xong bữa, xong bà đưa khứa đó ra sân bay rồi bà chia tay khứa luôn à. Nhưng mà lý do tại sao chia tay vậy? Hai đứa? À là do anh này. Anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bản thân của em rồi. Tuy nhiên vì cái câu nói của ảnh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em ổn cảm giác em với bạn em tự nhiên có cột tiếng có khoảng cách luôn. Rồi anh có cặp với bạn dạ không ạ, bạn em cũng ngại, bạn cũng tránh mặt cả hai đứa luôn. Sao mà đến được vậy hả? Xin lỗi em, anh đã mến bản thân em rồi. Nói chung là em suy nghĩ là cái lúc đó là lúc còn tuổi trẻ, mình còn nhất thời bồng bột lắm nên mình không có suy nghĩ về những vấn đề mình nói. Thời điểm mà lúc tôi mới quay lại, anh này anh còn vô tâm lắm, anh còn rất là vô tâm. Một lần em đi học bằng xe đạp thì em chạy xe, cái bữa đó là cái thắng xe của em nó bị đứt, nó đập vào trong cái bánh xe thì nó bị khựng, thì em lao từ trên cầu em lao xuống luôn, em lao thẳng xuống đường luôn. Thì cái bánh xe chính em nó gập như vậy luôn nè, thì em mới gọi điện thoại cho anh, em gọi quá trời luôn, thì gọi mãi anh không bắt máy, rồi em phải tự thân mình, trời vừa trời mưa nó về đi vừa khóc luôn á. Là một mình khiêng bánh xe đi xuống dưới cầu, lợi chủ cái xe nó chúng cho con gửi xe ở đây, rồi em đi sớm về nhà. Em về nhà em lấy tiền em trả tiền xong. Thì nhà của em bên đây, nhà anh bên đây. Thì em vừa mở cửa bước vô thì anh này anh mở cửa dậy. Em mới gọi là anh nghe máy liền. Em mới hỏi là anh nãy giờ em gọi sao nó không nghe máy. Ông mới nói là nghe máy làm chi, có gì gọi hoài à, tôi đang ngủ gọi hoài à. Té gì té hoài, có gì thôi cũng gọi. Rồi ông cúp máy luôn. Rồi lúc đó là em tự lo cho cái xe kia của mình dạ, luôn. Dạ tự về nghỉ ngơi xem vết thương rồi tự băng bó cho mình rồi tự đi xe bấm ôm ngược lên gì vậy? À, đúng rồi vô tâm mà vô tình nữa đó. Con nít đó lúc đó là mười mấy tuổi đúng không? Dạ, 19-20 rồi 19-20 đó 19-20 có phải em là người thay đổi ảnh hay là cả hai cùng quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình? Dạ nếu mà nói về thay đổi thì em nghĩ là em là người đứng ra thay đổi anh. Tất cả mọi người thì biết em quen ảnh thì cái bản thân của em đều cản không cho em đến với anh này. Thì em không biết sao em chỉ nghĩ là anh này, tại vì nếu mà anh không thương em thì anh sẽ không quay lại với em. Thì nếu mà anh không thương em thì anh cũng sẽ không chịu được cái tính của em. Nên là em nghĩ là em có thể thay đổi được con người này nên em cứ tiếp tục thôi. Rồi bây giờ em thay đổi chưa? Dạ được một phần nào rồi chị. Nếu mà nói về vô tâm thì là vẫn là vô đối rồi, nhưng mà mọi thứ thì nó đỡ chút. Vô tâm là vô đối, nghĩa là tới bây giờ vẫn còn vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Cũng lâu ạ. Trước đó quen 4 năm xong rồi chia tay 1 năm xong rồi quen thêm 7 năm nữa mới cưới. Cả một thanh xuân đó đúng không? Dạ đúng rồi, cả một thanh xuân. Ôi yêu nhau. Và tới cái ngày đám cưới mà tính ra là hai chồng quen nhau được 12 năm mấy ngày á. Ôi ơi, hai đứa có sống thử không? Có sống thử trước hôn nhân không? Sao? Lần đầu tiên của hai đứa. Anh cũng biết gì hết, em cũng không biết gì hết. Rồi hai đứa chụp giật xong chưa em? Xong chưa? Rồi về. Nó tục ngủng. Nhưng mà ai chắc chắn là Hiếu phải là người gợi ý cho cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi, bữa đó đi trời nắng quá, hai chồng đi uống cà phê mà đi uống cà phê lùm á. Cái đi về nắng mà em mệt. Anh em ơi giờ anh mệt quá. Mình vô khách sạn mình ngủ xíu đi. Mà anh hứa anh ngủ không làm gì bậy đâu. Bây giờ em ngủ thiệt. Em ngủ một giấc xong rồi em dậy em mới quậy. Còn bây giờ là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm mấy rồi. Một năm năm mấy đúng không? Năm mấy đó. Còn lòi thêm tật xấu không? Dạ vẫn còn chứ vô đối mà. Bây giờ lòi thêm tật xấu nào nữa? Dạ ổng làm biến. Biến? Làm biến. Em ví dụ trời mưa, anh nói chắc siêu nhà giùm em. Chưa mưa mà em để nó đi. Thế là em cảm thấy sốt ruột tại vì tự nhiên đen thui hết rồi. Thì em mới thấy vậy thôi, em đứng lên em ra em tự dắt. Thì ảnh thôi để anh dắt. Ổng không làm luôn. Nghĩa là tới... từ từ. Dạ không, ổng không làm luôn. Ổng có như là ổng lãng quên nó luôn. Xong rồi em làm, xong rồi ổng lại cầm làm em là tại sao em làm nó như vậy 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 mà em không được làm như vậy vậy vậy. Em lãng quên mà cái quên đó là cái quên có nghĩa là lơ đãng hay là cái quên cố tình? Không, quên thiệt anh. Nhiều cái quên thiệt luôn, ví dụ như bình thường mà ăn cơm xong á dọn xuống là em sẽ rửa chén, dọn xuống xong cái mắc công chuyện vậy đó cái làm chuyện xong cái ngồi bấm thoại chơi con xong là quên luôn. Quên luôn, không nhớ luôn. Vô tâm nè, hay quên nè. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ổng có một cái tật là cả bạn bè của ổng đều không thích là hay nhờ. Thí dụ em nhờ anh ơi anh có thể làm cái hàng rào lại cho em không? Đợi đi em, đợi mốt anh này qua anh nhờ, anh kia qua anh nhờ.
chị kêu qua anh nhờ hay là để nó qua đi anh nhờ chứng á? Dạ, dạ đúng rồi. Còn gì nữa không? Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày là ổng cứ mặc xong ổng tắm ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận em có thể nghe mùi chiếc quần ngủ của anh. Mà có thể vẫn mặc được. Dạ, nghe nhưng mà vậy đó hả? Dạ. Ông nghiền cái mùi đó. Cái người ở ngoài em suy nghĩ đơn giản thôi, mình bận nhà mà thôi, thú gì cũng người nhà hửi thôi, có đâu sợ, miễn sao mình ra đường mình thơm tho được rồi. Vô tâm là thường là ít bao giờ lãng mạn. Em gọi điện thoại cho anh. Alo, nghe vợ. Gì không? Anh nghe vợ ơi. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn. Ừ alo em nói đi đất. anh nghe nè em. Anh Hiếu nè em. Em nói đi anh nghe. Đó. Tất cả những tật xấu nãy giờ em kể ra đó là em có chấp nhận được không hay là em muốn ảnh thay đổi cái tật gì? Dạ em muốn ảnh bớt vô tâm một chút xíu. Bớt vô tâm đúng không? Ngày xưa tụi em quen được tới bây giờ là tại vì ngày xưa tụi em vừa quen nhau tụi em vừa làm bạn với nhau. Là tụi em có thể ngồi với nhau ngồi nói chuyện với nhau cả ngày. Hoặc đơn giản gia đình em có vấn đề anh có thể ngồi với em để ngồi chỉ để ngồi cho em khóc em mà khóc một ngày thôi. Đó vậy thôi đó. Bây giờ thì không được nữa. Bây giờ thì thực ra là hiếm lắm ha, hiếm lắm. Dạ. Còn em thấy em đó tật xấu của ấy là gì? Bà xã có tật hay quên anh. Đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường, là vé xe là em giữ. Mà một chục lần vé xe bả giữ là mất vé xe. Phải mua lại. Dạ có là dạ, phải trình giấy tờ này nọ. Bữa nào không đem giấy tờ là phải bỏ xe đó. Đi taxi về lấy giấy tờ lên. Rồi xong. Hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch. Để vô cái kịch. Để vô kịch dính đặng đi cho nó lẹ. Một tháng đó không em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á. Cưa hút quá. Dạ. Cứ quên chìa phá trong nhà hoài. Có khi nào mà quên đến nỗi mà quên luôn em không? Có mới đây em đi xe về khách kêu em chở với Long An lên phố. Em chở lên xong rồi bả điện em bả hỏi anh có về không. Nó anh có về thì thường thường là cái cổng gạo ngoài sẽ phá, cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi không có bóp ổ trong. Bữa đó em về em mở cửa vào ra xong cái em mở cửa trong hoài không được. Em ngồi em suy nghĩ hoài, ủa mình đi làm mình chưa về mà ta, nó có lộn gì không. Em gọi đâu 4-5 cuốc á không bắt máy, tới cuốc thứ 6 thứ 7 mới bắt máy. Làm ngồi ngoài được gần tiếng rưỡi mồ rồi mà trời mưa lâm dâm rồi, sáng dậy hỏi tính bơ rồi sao anh không chửi em. Giờ chửi em chi nữa, xong hết rồi chửi chi nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa, con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha, còn em đi làm vậy bả không nhớ. Có cái tật nghe lời người ta xúi nữa. Nghe lời người ta xúi bả? Dạ đúng rồi. Bả về bả xúi lại em? Không có, không có xúi làm dạ, luôn. Em làm em không có xúi. Em mấy bữa mà em đi lại đi xe về, hai bữa về em mệt á, hay là em đi tỉnh về em mệt á, em ngủ tối em hay nghiến răng á. Không biết nghe lời ai á, tối chồng nghiến răng á, lấy dép giả mặt nó hết nghiến răng. Trời ơi, tối em đang ngủ hả, tôi dép ổ quất một cái chát. Trời ơi, em tưởng má em giờ mà không già luôn á. Với lại còn cái tật này nữa nè, đập chén đập tô. Là giận lên đó phải không? Dạ không, không em làm gớt. Dạ bình thường cũng đập nữa anh. À hậu dạ, đậu, cái đó là dạ, hậu đậu. Dạ đó, em đi tỉnh về 2-3 ngày mà em thấy cái thùng giác bự bự mở ra coi là có chén có tô không giống à. Kỳ đó. Tức là 100 bộ là ừ, mỗi bộ còn chén đó. Dạ. Đó không? Dạ. Mà bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? À, bớt hậu đậu lại thôi. Bớt nghe ta suối không? Với lại nói chung là nói chuyện ở nhà hay đi ra đường bớt có lớn tiếng lại. Bà hay la sảng lắm. Vậy hả? Dạ. Đang chở đi ngoài đường đang nói về vấn đề gì đó không? Mày bị khùng heo. Mày nói gì vậy? Vậy hả? Dạ. Tự nhiên cái la làng lên vậy đó. Hiện giờ hai em này là gì nè. Tụi em quen nhau từ hồi nhỏ. Cho nên rằng là tụi em chưa từng bị những cái bài học vấp ngã để mà mình phải thay đổi cái bản tính mình từ thời con nít. Đôi khi á là mình phải tự làm mới lại mình xíu, rồi lâu lâu em cũng phải vậy. Với quyền bí thì có nghĩa là tụi em sẽ phải thay đổi những cái thói quen mà hồi nào giờ đối phương nắm tẩy hết trơn rồi. Tại vì đến một lúc nào đó tụi em sẽ cảm thấy là ủa sao cái cuộc sống của mình tại sao nó cứ boring, nó tẻ nhạt quá vậy, nó cứ như vậy 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 hoài vậy, hiểu không? Thì ra nếu mình giữ nhau mình phải tự làm mới nhau. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình vào. Dạ. Nghe. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Nghe. Dạ. Rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ, lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Hai đứa thôi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Xin chào hai em. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy?
Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà hồn xoàn nó cấn vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi, em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Ấn tượng đầu tiên về ổng là mình chỉ cảm thấy ghét. Sao mà cái người này nói nhiều nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ. Vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng cho em hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. Rồi cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau á. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy mục đích mà cứ đích là cứ đồ ăn dụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, dạ. Em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịt là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Đi với hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót. Là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ông thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang dạ. Ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn. Được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua 2 vé về trước. Là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Hết tiền vẫn còn có đường về nhà. Đúng rồi. Tại vì ở là tới 2-3 ngày là khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu. Bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn đó. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, và một phòng thì mấy giường. Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chị đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông vụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi. Có chuyện gì xảy ra hay không? Hả, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Nó sẽ đến anh. Rồi sau đó làm sao? Sau khi đó về là em mới bắt đầu em... hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ổng mới nói với em là thôi anh no rồi. Nãy anh ăn trên đường về rồi. Mà trời mưa sao mà ăn. Trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ổng cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Dạ. Phải đúng. Nói là em mới bắt đầu, em bắt đầu yêu ổng. Yêu ổng. Dạ, đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới là 2 năm 5 tháng. Còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy? Em sợ là em giữ không được. Đúng vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại ông tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe em lên nhà mẹ chồng em gan lắm.
Em nói, ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói, trời sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ. Vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ. Nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn, nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè. Là em nói, anh ơi, em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Đúng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà. Như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt của bà, không biết thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam có nữ anh, lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, ừ chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Công đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn ly dị thì tự đi một mình đi. Lúc đó em mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau, không còn biến cố nữa. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia, thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, cái sự việc là có bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới rồi khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi đúng mà đám rồi cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Rồi em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi, quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? nhiều lắm tới giờ rồi đó. Đó dạ tới giờ đi em. Bây giờ mà giấy mà em viết hay là em viết không hết gì hả? Thôi giờ mình lấy cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu, khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi, nó không phải là hôi nữa mà nó chua chua, thì ra là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt, ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, rồi nó cứ đổi qua đổi lại nhiều, nói nhiều lắm, khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời dạ. Vui, thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài trước mà nhậu là lý hồi do trước gì? Khi mà yêu em á, là bao vậy? Nhiêu là bây giờ là nó thay đổi hết. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em nè. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì không có cúng được chị. Ai khiến ông nói câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, mút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà luôn. Ông rồi nhát gan lắm. Ông nhát gan lắm. Em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi. Ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nó chú ơi không chịu, nó đâm con này kìa. Có em cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á, rất là nóng tính. Khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phang cái đó, mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi em một cái, em sao mà chụp dao được em đâu có chỗ cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới. Dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước thì cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này đó nè, là dặn nhây á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình. Cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Vậy đó, nói đi nữa thôi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể vợ chồng công bằng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch.
mà em ủa, cái đó thì không phải thường rất là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố, bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước đi, còn mà bước nhước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu, đi mà cầm cầm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về Liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Nhờ Liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, ghét được cũng sạch bớt á. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10 hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi á thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì, nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Nhớ nhầm nhầm đúng không? Trời nắng mà, đúng không hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Em kỳ vậy? Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú bà quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mệnh? Là em là hổ. Nhát lắm, nhà nhát. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8/8/1981, quê quán Quảng Ninh. Vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ, thì bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn, anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây chứ không đây cua đây nha. Trời ơi, cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì, nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm nhầm đúng không? Không nhầm thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng gì đó. Bà không biết sao nhìn ra được em. Có đúng không Quyên? Dạ, chắc duyên số anh. Mà sao? Cái sao trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra Lê Nam không vậy? Không, biết sao không? Thực sự có cái gì. Em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo cũng có... Hơi tính toán á. Em thấy cứ mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời, chỉ mây gì đó. Em không thoại gì đó, em chỉ gì đó. Cái quay chính này vô cận em. Thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em quần chúng. Rồi Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em với ảnh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên. Thì em mới vô em kiếm nick ảnh. Xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Phải đẹp quá mà chấp nhận liền chứ.
xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhìn hỏi là anh còn đi đóng phim không, rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm, rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Trong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng em hay viết SST buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi ổng cũng an ủi rồi. Rồi xong mà hai đứa em mới hẹn họ gặp ở ngoài chùa Bà. Vậy hả? Dạ cái sự tích nó là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy, kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Lại có người yêu rồi sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi, chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa đó thì được cái chù linh, chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á, đi luôn con người em dễ sợ quá Nam gì đó. Thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa, thôi anh nhận em làm em gái anh, rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian. Dạ cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa Bà đó. Chùa Bà ở đâu? Chùa Bà Bình Dương anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Quyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em ở ngay Thủ Dầu Một á anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái, mà bả thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà em gái tôi ơi. Bạn nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn cho anh đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông giờ ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em á thì ôm mà ông cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương. Xong cái chở vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi. Nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê giỏng này vui lắm. Nó ủa cà phê giỏng mua đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ cũng vô cà phê giỏng, vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái giỏng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái giỏng. Rồi ngủ vô đây chi. Tức này. Sao lại này má bị lẳng lãng sao tự nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái giỏng. Cái tức quá nằm giỏng này kêu suy nghĩ rồi. Giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy rồi cũng nói hết rồi mà cũng sao xạo ra em ơi em đo chiều cao với anh đi cái gái để chi, để đứng này cái tới đây cái là mình ôm luôn. Cái kiểu gì đó. Cái kiểu vậy, bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà gửi mình vô đây mới vô mình giống như con hổ vậy đó, mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy ủa sao mình giống con mển vậy, tự nhiên vô đây tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh vậy? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em mới, em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh đó ngoài đời. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có thấy mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua làm gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là cái xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe qua, em thấy cái quán cà phê, cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng cũng chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc là em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi để quay Bình Dương, sáng quay một cái, tối quay một cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu? Không biết. Tại alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay mà quay sáng cái trưa cái giờ đi đâu? Nói giờ thì đi vòng vòng chơi, nó ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Vậy thôi vô đi. Nói, không được, vô nó sợ ma lắm. Bà ông thiệt lòng nó thôi vậy thôi thì em lên em có ăn ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm rửa đồ. Rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là
là vô trong đó là... Em không sợ. Tại vì lúc đó đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nó dạ anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ông kêu em đi tắm đi em. Em cũng biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm. Mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng. Tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Em kỳ vậy. Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm nha, dạ nhát. Anh nói bà này bà làm gì thu vậy? Bà tránh cô xa tôi. Nói, cô nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Nhát. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. Dê. Vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta mà quấn khăn rồi trường gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á. Trường ngoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ. Ủa, em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối. Mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao? Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại em lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt cổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ủa cái bụng trời không bụng lùm cái bự bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự á. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ ba rồi phải không? À, chỉ luôn, chỉ bạo à. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm hai đứa. Rồi. Dạ ba, đứa nhỏ một tuổi. Một tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là ba tuổi rưỡi. Bốn năm. Các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Thì bây giờ đến cái phần gọi là vạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like đúng không ạ? Chồng gán làm nha. Cúp điện rồi hả chồng, bả like xong. Tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo. Ông gì đây? Tụi em lý gì? Lý gì vậy? Tự nhiên là chưa gì lý gì? Phải có lý do chứ. Lý gì? Để tôi về, chạy về tới nơi. Ông trả lời đi. Cái gì trong này? Ông đi với Nhật Cường nè. Ông đi sinh nhật, ông kêu ai là bà xã? Cái bà đưa nguyên cái clip bà coi 20 phút em coi hoài. Ủa tôi nằm chỗ nào nè? Tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả? Ông nói sao? Nè, cái khúc này nè, tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi. Giọng ông đúng không? Mà y chang chị ơi, trời y chang. Nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn. Em tua đi tua lại, em nói nó phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng là em mới điện cho ổng là em đòi ly dị liền. Trời ơi. Mà chỉ nghe cái giọng thôi. Tức quá trời tức, trời ơi, giọng không phải của tôi. Mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang? Thì em minh quang là nhờ cái Zalo. May mắn là em úp hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây giờ ơi. Là hết bớt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook thì Facebook mình là nghệ sĩ mà khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã rồi đó cái con xỉn rồi xã nào cướp máy bà mở ra bà thấy bà chửi ông nào ông xã nào lý dị có câu làm hoài lý dị nữa trời ơi trời tức quá mà ra cãi không được trời ơi tôi có biết này là ai đâu vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì chửi đồ ly dị này nọ cái tức quá lấy xe lúc đó có chiếc xe hơi đó lao từ Bình Phước lao về Sài Gòn lao ao 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 về Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn đó tức đột quỵ đó cái lần đó xỉu luôn ngay đó đột quỵ luôn em tưởng là sáng ngày em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen tôi mà vợ khi hay tin vô nhập viện thì sao lúc đó em khóc ở nhà em khóc hết nước mắt em mới sanh đứa bé sau cơ có 1 tháng à nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á xuống thăm ổng được ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy em cũng không biết làm sao
mà giờ em đi không có được, tại vì có mình em hai đứa nhỏ. Nó là đứa nhỏ cơ, mới sanh ra, được khoảng 1 tháng 2 tháng không? Còn 1 tháng à? Thì cũng may, coi như là trời thương đó, đúng. Trời thương đó, chứ nếu như mà lúc đó nằm bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình, chết người ta là chết luôn, ghê lắm. Bởi vì cái ghen nó rất là tai hại, nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen. Phải sẵn kể luôn đi nè, đã tật ghen nè, rồi còn tật xấu gì không? Hết rồi. Một cái một đó thôi. Dạ chỉ một cái một đó thôi. À, vợ con là number one mà, trừ nhẹ nhẹ xíu thôi. Thiệt không? Thiệt, nghiêm túc. Tới em đó Quyên, có tật xấu gì không? Ổng có tật xấu ít, cũng ít chứ không có nhiều. Thôi chưa? Thì em nhẹ nhẹ. Rồi thôi đi em. Ổng chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á, cái em lấy cái phủ trang ra tới, cái em bịch lại cho ông thở trong đó, cho ông ngái mình ổng vậy. Trời ơi, nó tắt thở rồi. Đó, ổng vài lần rồi, dạ đưa cái gối đè luôn. Là xỉn đó. Dạ xỉn bịch, về là không tắm. Nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không? Còn đi nhậu không? Dạ không, ít lắm. Ừ, lần đó nó hứa rồi. Nó hứa rồi là con không nhậu nữa, con không xỉn nữa đó. Dạ. Không bỏ luôn thiệt. Bỏ hút thì thuốc luôn. Bỏ coi như cái, coi như cái ngáy đó mình bỏ qua, cái đó không phải là tật xấu, dạ, đó là cái tật của người ta. Rồi cái gì nữa nè? Có bê bối, có bừa bộn, bừa bộn có bê sạch bối sẽ là, không? Là, hay là ở dơ là như nào? Ở dơ coi dơ. Đỉnh là bê bối. Đi về là quần áo dục ra, quần áo dục ra, dục tùm lum hết, là em phải đi theo là em dọn dọn. Rồi nè, nó nghe nè. Rồi có phụ vợ nấu ăn hay không? Dạ không, có nấu ăn, tự hai chồng thích nấu ăn á. Nấu ăn ngon không? Nó ngon, mỗi lần nấu là hai chồng cái lộn. Mỗi lần nấu là hai chồng cái lộn. Cái sở thích ổng khác, dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa vừa, cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em. Trời bắt em ăn muốn chết luôn. Bây giờ mới mập được vậy chứ. Dở, dở hay ngon bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận. Giận là cái lộn. Hay giận nữa hả? Giận lắm, giận hờn như nít gì nhõng nhẽo đủ thứ. Đây nè, em là chú hay giận. Dạ. Giận lắm. Không thích là vali đồ đạc bỏ vô, bỏ vô đi đi mà đi ra tới cửa không kêu lại tụi quay vô. Y chang vậy luôn đó, tụi quay vô á. Dạ. Thiệt, có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nào, nhấp coi xem có kêu hay không, phải kêu hay không. Mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không? Thì đó dạ, có vài mấy lần. Mấy lần trước kêu thôi chồng ơi đừng giận, đừng bỏ vợ về Sài Gòn cảm thấy lên lần này thôi nha. À, lần này thôi nha là vô là vợ chồng về làm riết bị lờn. Có một bữa em cho đi, đi luôn. Sao, có sao, một bữa em tức quá em nói thôi ông đi luôn đi. Ông cái lần đó lỗi là của em hay là của ai? Hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó mà ông cứ la la làng rồi ông cứ la em. Em bực bội quá em nói sao lần nào cũng vậy, mỗi lần cái lộn cái vô lấy vali lấy quần áo rồi lấy quần áo ben rồi để vô đi. Cái em không không thì mang nỉ nữa, cái ông thấy em năn nỉ không càng hốt hốt vô. Em nói rồi đi kêu taxi giùm cho. Rồi đi. Em nói dạ. Sao đi được? Rồi đi mất vợ sao? Ông đi ra tới liền, quay vô liền. Quay vô kiếm. Mà cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô? Mặt hèn lắm, quay vô do bộ kiếm gì đó. Trời kiếm hoài luôn. Mà không biết kiếm gì luôn, bớ, kiếm điện thoại rồi tùm lum hết. Rồi giết rồi bị lờn rồi không không cho đi luôn. Mà muốn chơi chịu thác. Mà tôi uống thuốc chuột tôi chết. Anh em kể này chưa vui lắm nè. Ông đi lộn với em có chuyện của nó có cái gì đâu, mà phải chuyện mà lớn đâu. Ông order một chai thuốc chuột về luôn. Ở trên mạng về. Ôi em sợ em chết, em kêu trời ơi ba bị gì vậy ba? Ba Nam bị gì? Chưa? Nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu. Mà em nghe tới order sao rõ ràng. Dĩ nhiên mà. Alo chị, mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị. Nghĩa là thấy à, sợ rồi, cúp máy. Ừ, bao nhiêu? Cái gì 3 ngày, 3 tiếng thôi. Thôi 3 ngày, rồi 3 ngày tôi chết. Ý như sao? Thiệt luôn. Máy. Trời. Em sợ quá trời, chết luôn á. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời ơi trời. Trời. Dữ dựng dữ lắm mà nói thiệt luôn mà. Cái em đại cái em năn nỉ thôi chồng ơi, vợ sai rồi mốt vợ không vậy nữa thôi à, mà. Vậy là xìu liền. Xìu xuống liền. À chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng cục của Nam ơi nè. Thiệt. Ôi dễ thương quá. Rồi á, rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ô, phải nực. Ý là thủ tục vậy đó. Có nựng được không? Đó thì em mới âu ý mỏng bữa nay em về mà em mệt quá, mắt 120 coi là em lăn ra em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận lại dọn đó. Đồ vali đi chứ. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có vali của nhà em là lúc nào cũng 3 cái để gửi cái tủ đồ ổng á. Thật sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bả dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bả sợ em gì đâu, cứ mỗi lần thôi mà sau này bả vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Tại em cứ ôm ra là cái em phải sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu, làm thử coi chị không tưởng tượng cho bạn. Sao đâu Nguyên, đứng nựng lên nựng thử không Nguyên. Làm y như đây, 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 đó, đó, nựng như mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái à.
khoái khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm. Dù là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, thời em gian. Em rất dễ chịu sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế em đó là em là kèo trên đó nghe. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì ờ vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không? Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ ạ. Chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó, tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn sức khỏe nè, tập thể dục này không? Nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ vậy hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bà không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. À. Để mình được lên, cái kiểu vậy đó. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì đó là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. À. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng để ngược đó. À. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận. Chứ không phải là 4, 5 năm hay 1, 2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ á, chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Quyên. Dạ. Quyên á, lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi mà cố gắng. Bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nó không nè? Một câu hứa hẹn. Đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi. Nhưng khó nó là cái tính. Thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nào. Cứng, cứng như cây củi vậy đó. À. Đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe. Thấy ông này, ông ẻo, ông yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ông viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ. Em la sao đâu. Thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên nè. La hét viên. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ còn ngồi đó đó, hỏi sao không ngủ vậy, nói chưa chút ngủ con chưa ngủ. Dễ thương quá à. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. À, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thực. Em tên là Hoài Thương, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên. Mời em. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi, em cũng là giáo viên. Tụi em đến từ Tiền Giang. Ủa, tụi em là dạy cấp mà dạ, tiểu học. Dạ. Tiểu học đúng không? Dạ. Lớp mấy? Em thường thì dạy lớp 5, chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi à. Như vậy là hai em là chắc chắn là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học, chung lớp. Trời ơi, quen 8 năm luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm? Dạ, là dạ. Tính luôn á. Là mới cưới đây. Dạ, cũng gần 5 năm. Gần 5 năm này. Rồi, tình yêu của các bạn có đẹp không? Có lung linh không? Dạ, cũng nhiều ý nghĩa lắm. Dạ, lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái buổi đầu tiên của cái thời đại học á, tụi em học thể dục. Thì em để ý ở trong lớp á thì mấy bạn nữ khác bình thường nhưng mà có mình vợ em à đi học thể dục mà mang đôi giày cao một khúc vậy nè. Rồi người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi cho nên là cũng có cái ấn tượng ban đầu.
đi quấn cao gót mà nhoi nó là mỏi giò dữ lắm luôn. Là sao? Tại em không biết đó là tiết thể dục nên tính là lên đại học mình cũng điệu đà ăn chút cho nên mới mang dép cao gót, ai ngờ là tiết thể dục. Vô tình sao á thì phân chung tụi em chung nhóm, thầy mới kêu là viết danh sách nhóm, thấy ông này ông ẻo, ông yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ông viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Tại em viết chữ không được đẹp cho nên ai viết chữ đẹp là em. Ủa nhưng mà học thể dục mắc mới gì viết chữ, kêu viết danh sách nhóm á, rồi cái ổng xung phong ổng viết. Đẹp quá đúng không? Dạ đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ổng là thấy, có thấy ổng đẹp trai không? Dạ không, lúc đó ốm lắm, giờ em nuôi mới được vậy. Chứ vậy là cái ấn tượng ban đầu của hai bạn nói chung là không có tốt đẹp về hình thức với nhau đúng không? Đó. Ông này thì thấy bà này nhoi, nhoi. Này, này, này. Thì thấy yếu ớt mà chữ đẹp ganh, một chữ ganh bự thì là mình. Vậy thì bao lâu thì mấy đứa bắt đầu là có tình cảm với nhau? Khoảng 7 tháng sau á. Người nào cua người nào? Dạ em cua vợ em. Điều gì mà em quyết định em cua? Lúc trước thì em thì chơi bóng chuyền, thì ở trường có tổ chức giải của khoa thì em có trong cái đội tuyển, rồi ở trong em đánh em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng vợ la nguyên một góc đó ai cũng nhìn hết. La ai? La em hả? Dạ cổ vũ. Cổ vũ. Cổ vũ. Cổ vũ đâu la la mắng. Bữa đó có đi quốc cao không? Dạ. Bữa đó biết rồi không có đi quốc cao. Rồi nhoi nguyên một khóm đó luôn, rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó. Mỗi lần ghi điểm. Nhưng em cổ vũ chồng em hay là cổ vũ người khác? Dạ cổ vũ chồng, tại lúc đó cũng hơi có cảm tình à. Lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi. Rồi cái ổng đánh bóng chuyền á, cái giỏi hả? Ông rủ đi coi rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ em la làm sao đâu, thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên. La hét viên là cổ động viên, còn đây la hét viên. Dạ tại vì em la nó nhỏ, em la không nhiều, hiểm hú 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 lên vậy đó. Thương ơi cố lên, thương ơi cố lên. Rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp rồi. Dạ lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm. Rồi quyết định. Dạ mấy ngày hôm sau nữa thì đi học, em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện, rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì em mới nắm tay vợ rồi mới tỏ tình. Em nhớ rất là kỹ ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010. Ồ ngày quá đặc biệt luôn á. 19 tháng 5. Dạ rồi mà em đã có cảm tình rồi. Dạ cho nên chắc chắn là để yên chỗ luôn đúng không? Rồi tình yêu của các em từ lúc đó là nó suôn sẻ, nó bằng thẳng không? Dạ không, tụi em chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có một tiếng mấy, hai tiếng thôi. Thôi đừng có té. Chia tay không lẽ 5 lần, lần tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi. Mà lý do gì vậy? Chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi. Thời đó dịp bóng chuyền thì em thích ảnh, nhưng mà cái này ảnh mê quá, nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi đó mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Cái đâm ra em giận. Bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không? Dạ còn. Ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không? Dạ là mẹ vợ. Rồi ba mẹ em cũng không thích nữa. Ủa nhưng mà tại sao mẹ vợ lại giận? Tại vì lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống ở nhà giùm, sống chung một nhà thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết, ngay cả cơm tôi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa, cho nên là mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi. Vậy mà giai đoạn đầu ở chung á thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau, chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận. Mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm, mẹ không có nói. Nói một lần rồi thôi, cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha. Cái chồng nói dạ để đó sáng, không chịu đổ liền. Mẹ lùi cùi mẹ đi đổ. Còn cái đỉnh điểm mà để hai mẹ con gây lộn nhau là cái chuyện gì? Là lúc em sinh bé được 3 tháng, chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy rồi đi bánh bóng chuyền để xả két. Còn mẹ thì vừa chăm cháu vừa làm việc nhà này nọ cho nên mẹ cũng két. Em thì mới sanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại. Cái em ở giữa rất là khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á. Chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa. Cái bỏ lên lầu nằm khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất là giận, là hơn 2 tiếng thôi đó. Ồ, giận lâu hết sức luôn. Tưởng là giữa mẹ với rể là xung đột dữ dằn. Rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng chăm sóc này kia nọ, một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ, cuối cùng mới được hai tiếng kết thúc đó.
cả mẹ cái chồng tự lên năn nỉ bé này. Vậy là nhiều khi á mẹ giận em là tại vì chắc là lúc cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á, nhiều khi bực bội, nhiều khi này cái nọ rồi. Mẹ thương chồng hơn thương em. Đúng không? Dạ. Đó, như con ruột ngay, vậy đó. Ngay nhau á là nhiều khi mẹ bên chồng hơn, không có bên em. Tại tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó. Cứ lại à mẹ lại ôm mẹ nhõng nhẽo nói đeo theo chừng nào mẹ hết giận thôi. Nhõng nhẽo lắm, nịnh mẹ lắm. Ở cái nào mà ôm chân rồi đu đeo như trời ơi ginh mẹ em lên luôn á, kêu mẹ em là bé Tuyết không à. Trời ơi, vậy sao giận được trời. Bởi vậy nên không bao giờ giận lâu được đâu. Trời ơi, ôm mẹ là một cái bé Tuyết à. Dạ. Giận con là... Dạ đúng rồi. Ở nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm thế vai luôn của ba là lo lắng cho vợ, rồi sau này lại lo thêm cho con, rồi thêm hai đứa cháu nữa. Mọi công việc ngoại đều quán xuyến hết. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con, bên cháu và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Bé Tuyết lắm. Thôi đi. Con yêu bé Tuyết nhiều lắm. Rồi cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái tật xấu gì không? Dạ cũng có. Cưới nhau thì phát hiện anh càng mê bóng chuyền hơn nữa. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền. Có khi hả trong sân không còn ai, giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa. Xa vậy anh cũng đi nữa. Ồ vậy hả? Anh ghiền tới mức như vậy á. Đam mê quá rồi. Dạ thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại, ví dụ đó 7 ngày thôi, giờ chừa lại cho vợ con vài ngày được không? Dạ lúc rồi thì em cũng đã tiết chế lại. Thì thường á ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì em dành ở nhà để cho vợ với con, khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi. Giờ tới phiên Hoài Thương, vợ em có cái tật xấu là giận, mà bạn em hay nói là giận sản. Giận những chuyện vô cớ lắm. Thói quen là tối là em phải chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ, mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa, đi 11-12 giờ thì thấy vợ còn ngồi đó đó, hỏi sao không ngủ vậy, nói chưa chúc ngủ ngon chưa ngủ. Dễ thương quá à. Tới bây giờ vẫn vậy. Dạ, còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em cũng còn giận, cái lần thứ hai thì em bớt rồi cái em giả bộ giận. Năn nỉ qua tới lần thứ ba cái là giận ngược lại, cái em phải đi năn nỉ lại. Thì cái đó do em lầy quá, người ta lầy lại. Không, mà lúc nào cũng vậy, từ hồi quen cho tới bây giờ luôn. Thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á, em đúng hay em sai em cũng phải xin lỗi trước. Xin lỗi giờ. Dạ, vợ em còn cái tật nữa, mê tiền. Sao tự nhiên nói chị vậy? Hình như cái đó bà vợ nào cũng thích được, không có cái tật đó sao? Bà vợ nào không có tật đó chứ? Không, mà vợ em rất mê tiền. Có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó, móc tiền đưa cái hết giận rồi cười lên. Trời cười kìa. Trời ơi, tự nhiên tả chị Vân đây luôn á. Ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không? À. Em biết cái tật của chị rồi, là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị. Rồi, mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn là vợ bớt giận lại thôi. Từ lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyền nhiều quá đúng không? Dạ đúng. Dạ. Đó, biết ngay mà. Chuyện phải trong gia đình em chị cũng biết liền luôn. Bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt cũng không bớt đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cứ giận phong long vậy đó. Giận. Suy nghĩ. Đúng. Sao mình không bằng trái banh gì à? Đúng không? Dạ. Trời ơi, vợ đẹp trái banh. Buồn. Thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ. Mà nhận với cái mặt chù ủ thì không được. Đúng. Mỉm cười cái đi, nhận xong rồi giận tiếp. Còn cái tật mà mê tiền á thì thôi cứ để đi, để em có chiêu mà em giải quà. Chị thấy tụi em dễ thương quá trời. Chị em có bà mẹ vợ vậy là quá hay. Bé Tuyết á, bé Tuyết tuyệt vời quá luôn. Em có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời. Hai đứa em được con một hết. Để mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê, nên tụi em lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần. Trời vậy luôn á. Mà tụi em quá tuyệt vời luôn. Vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn. Thì bây giờ á, cái vấn đề còn chút xíu xìu xiu nữa thôi, là cái chuyện bóng chuyền với lại cái chuyện mà hay giận phong long vô cớ đúng không? Ừ. Thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em. Em bớt cái này cái kia nó bớt tiền. Chắc chắn luôn. Mà em tăng cái kia lên là cái này nó tăng lên là nó tỷ lệ thuận đó. Thay đổi chút xíu nghe. Rồi, chúc cho vợ chồng của Hoài Thương
lúc nào cũng thương hoài như thế này. Em cũng có chuyện này tại vì sắp tới kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho nên là em cũng có món quà muốn tặng cho vợ. Hay quá, tuyệt vời quá. Trời ơi, đó chồng quá là dễ thương. Trời ơi, còn đứng lên em nhận tiền rồi. Cái này còn hơn tiền nữa. Trời ơi, chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á, thiệt á. Anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con. Sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em. Trời ơi, hột xoàn, trời ơi cái này tôi thích hơn tiền nữa. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, ôm hôn liền, trời ơi. Ôm hôn rồi. Trời ơi, cảm động.